Hostel trong CBD, cách thao Hồ 5 phút đi bộ, cần tuyển nhân viên cleaner. Công việc bao gồm lau dọn và hút bụi sảnh, nhà vệ sinh, bếp, vân vân. Công việc phù hợp với những ai đang kiếm thêm việc làm để gia tăng thu nhập. Thời gian làm việc như sau, làm 5 ngày một tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Công việc bắt đầu từ 8 giờ tối đến 12 giờ tối. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được training trong quá trình làm. Chỉ cần chăm chỉ, nhanh nhẹn và kỹ tính. Cần có tiếng Anh giao tiếp cơ bản, Mức lương khởi điểm 22 đô 1 giờ Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ Để được sắp xếp phỏng vấn, quý vị vui lòng nhắn tin cho Leo bằng tiếng Anh qua số điện thoại Cộng 61 493 066 366. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Chúng tôi hy vọng những thông tin tuyển dụng vừa rồi sẽ giúp quý vị tìm được cho mình một công việc ưng ý Quý vị đừng quên like, share, subscribe và nhấn biểu tượng chuông kênh youtube than Media Job Network còn rất nhiều thông tin việc làm hấp dẫn đang chờ đợi quý vị ở các kỳ phát sóng tiếp theo. Và nếu như quý vị khán giả đang tìm kiếm nhân sự, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại cộng 61 488 884 440 hoặc cộng 61 29721 1521. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư về địa chỉ email info@tangmedia.tv. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.